Rồi, chúng ta sẽ làm bài 8 nha. Nhập vào một số. Xuất ra các số nguyên tố trong khoảng từ 1 đến như nào. Và trước tiên thì chúng ta phải xây dựng cái hàm số nguyên tố. Đó, chúng ta xây dựng một cái hàm số nguyên tố. Thì trong cái bài này chúng ta sẽ luyện tập về cái xây dựng một cái hàm là nó như thế nào. Vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái chương trình mới, new file, và chúng ta sẽ sử dụng lại một số cái chỗ này, nhập vào một số n, chúng ta chỉ cần n thôi, nhập vào số n. Phần sau này chúng ta không cần, và chúng ta sẽ sử dụng cái một cái gì nè, y nhỏ hơn hoặc bằng n y cộng cộng. Rồi, trong này chúng ta sẽ kiểm tra số nguyên tố chỗ này. Rồi, tí nữa chúng ta sẽ kiểm tra số nguyên tố chỗ này. Rồi, chúng ta bỏ đi. Như vậy thì để viết một cái hàm số nguyên tố, chúng ta sẽ định nghĩa trên này một cái hàm số. Số nguyên tố thì chúng ta sẽ lấy một cái hàm là kiểm tra số nguyên tố, và cái hàm này nó sẽ cho mình biết là cái số mình đưa vào có phải là số nguyên tố hay không. Vậy chúng ta sẽ khai báo cái hàm này có kiểu là boolean đó. Cái hàm là kiểm tra số nguyên tố, và cái đối số đưa vào của chúng ta là một số bất kỳ số. Đó, rồi chúng ta sẽ viết cái hàm này. Ở trong hàm này chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta khai báo một cái biến bool là kiểm tra, chúng ta cho nó bằng true. Rồi bây giờ số nguyên tố là số mà nó chỉ có duy nhất hai ước thôi, là một và chính nó, còn nếu mà nó xuất hiện bất kỳ một ước nào khác thì không phải. Vậy lúc đầu chúng ta gán cho cái số nguyên tố là mặc định nó là trừ khi mà chúng ta chia trong khoảng từ 1 đến n, tức là từ một đến số, mà nếu mà nó có chia được thì chúng ta sẽ set cái số nguyên tố đó là không phải. For y bằng 1, y nhỏ hơn hoặc bằng n. Thực ra chỗ này chúng ta chỉ cần đến n chia 2 là được rồi, bởi vì một số mà đến n chia 2 mà nó không có ước thì chắc chắn là không còn ước nào khác, một và chính nó. Y cộng cộng, nếu số chia hết cho y bằng không thì chúng ta sẽ KT sẽ bằng false. Và thoát, không cần lập nữa, bởi vì chúng ta chỉ cần tìm ra một số ở bằng hai chứ, xin lỗi, bằng một là thoát ngay đó, bởi vì đường nào thì nó chia một cũng bằng không mà, chia hết cho một như vậy bằng hai đến n chia 2 thì chúng ta sẽ có kết luận là kiểm tra số nguyên tố. Rồi như vậy xuống đây chúng ta sẽ for y chạy từ 1 đến n, y này không liên quan nha, y với y này không liên quan với nhau. Kiểm tra nếu nếu cái gì, kiểm tra số nguyên tố của y, ở đây mình không cần bằng gì hết bởi vì là cái hàm kiểm tra số nguyên tố này nó là true false rồi, cho nên là mình không cần bằng gì cả, thì mình sẽ xuất cái số nguyên tố đó ra.
xuất y này. Nhiệm vụ của mình là như thế. Này là kiểm tra số nguyên tố. Rồi, mình bị dịch thử và chạy thử coi. In. Sorry. Đến số chia hai. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ kiểm tra thử. Chúng ta nhập vô là 20. Thì từ 1 đến 20 là có những số nguyên tố nào? Đây, đây là những số nguyên tố này. Những số mà nó chỉ chia hết cho 1 và 9 nó. Được chưa nào?